Người đàn ông này lôi một cây búa trong túi ra, đập mạnh lên đầu một bức tượng đầu Phật quý giá trước mặt các chuyên gia. Hành động này dọa cho mọi người sợ xanh mặt, bảo vệ đẩy người đàn ông ngã xuống đất. Nhưng đột nhiên, cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Lớp vỏ bọc cũ kỹ bên ngoài lại bỗng nứt ra, lộ ra cái đầu Phật do ngọc thạch cổ làm thật sự bên trong. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Còn chưa bình tình lại sau chuyện vừa rồi thì đã bị cảnh này làm cho sốc tập nữa. Người đàn ông nói với bọn họ, đây mới là bức tượng Phật bằng ngọc của Võ Tắc Thiên mà hứa ra nhà bọn họ bảo vệ đời đời kiếp kiếp. Giờ đây công bố với thế giới, cả hội trường bỗng trở nên sôi sục. Tất cả các phóng viên đều xông đến, ai cũng muốn là người đưa tin về ngọc Phật sớm nhất. Nhưng bên ngoài đầu tượng, tại sao lại phải phủ thêm một lớp vỏ bọc giả vậy? Hóa ra vào thời kỳ dân quốc, người đi đầu trong lĩnh vực đồ cổ khi đó đã tận tay tặng bức tượng ngọc Phật này cho người Nhật, dẫn đến bảo vật quốc gia lưu lạc ra nước ngoài. Vì thế nên bị phán tử hình, xử bắn tại chỗ. Từ đó, đời sau của Hứa Gia mang tiếng xấu trên người, con trai ông thì bỏ đi biệt xứ, cháu trai ông lưu lạc đầu đường, trở thành đối tượng mọi người đều căm ghét. Hắn tên là Hứa Nguyện, sau khi trưởng thành cũng không có tiền đồ gì, chỉ đành nhờ vào mấy trò lừa bịp để sống qua ngày. Nhưng nhiều năm sau, người Nhật lại chủ động trả lại đầu Phật, đồng thời nói rõ để hậu nhân Hứa Gia tiếp nhận. Bọn họ đến tìm bố của Hứa Nguyện, không ngờ một vụ tai nạn đã tiễn ông về miền cực lạc, thế nên lại phái người đến tìm Hứa Nguyện, hy vọng hắn có thể ra mặt để nhận nó. Nhưng 3 ngày trước ngày tổ chức lễ trao trả, Hứa Nguyện bỗng phát hiện đầu Phật có vấn đề. Công nghệ và nguyên liệu đều là phong cách nhà Đường, nhưng cách đánh bóng lại không đúng. Lẽ ra phải dùng cát giải ngọc mềm trong suối nước, nhưng hậu nhân làm giả, lại dùng cát thạch anh và cát sông cứng hơn, nên mới để lại dấu vết. Lỗ hổng này rất tinh vi, nhưng quan sát tỉ mỉ thì sẽ phát hiện đây là có người cố tình để lại. Hắn nói với mọi người đầu Phật này là giả, cũng tức là năm đó ông hắn không hề tặng đồ thật đi. Chỉ cần hắn tìm được cái đầu Phật thật thì có thể rửa oan cho Hứa Gia rồi. Hắn đến nhà bố mình lật tìm mọi ngóc ngách. Hoàng Yên Yên phát hiện trên nền gạch có một ký hiệu, thế nên liền đặt một cái la bàn lên đó, mũi kim chỉ vào hướng của một bức tường. Hứa Nguyện gõ thử mấy cái, phát hiện phía sau rỗng. Hắn vội vã xé hết giấy báo trên tường xuống, tay không dỡ cả bức tường xuống. Bên trong có rất nhiều món đồ cổ, ấm ảnh thanh lò hồ điền, màu men không đúng, hàng giả, tượng Phật ngồi bằng sắt, hình đúc không đúng, hàng giả, lò long tuyền này. Hắn lập tức hiểu được ý của bố mình. Ông ấy dùng đồ cổ thật và giả để truyền đạt mật mã Morse cho con trai. Giả là chấm, thật là gạch. Sau khi giải được thì nhận được một từ, phó quý. Người này năm đó có giao tình với bố anh và cả ông anh nữa. Hai người lập tức xuất phát, quả nhiên đã lấy được một tấm gương đồng từ tay phó quý. Dựa vào manh mối trên gương đồng, đầu Phật được giấu ở thôn Trịnh Gia. Nhưng lúc bọn họ đi đến thì lại bị tên lưu manh ở địa phương tóm được. Còn gặp phải một người quen là Dược Bất Nhiên, anh xuất thân trong gia đình làm về đồ cổ, nhìn ra đầu Phật là giả nên cũng muốn tìm ra đầu Phật thật, nhưng không ngờ lại giống Hứa Nguyện rơi vào tay cướp. Dao đang kể trên cổ, Hứa Nguyện chỉ đành ngoan ngoãn nói ra sự thật, nói căn miếu ở đầu thôn có dấu kho báu. Tên lưu manh nghe thấy tiền thì sáng mắt, lập tức dẫn bọn họ đi tìm kho báu. Sau khi khởi động cơ quan, tượng Quan Âm từ từ di chuyển để lộ ra một hang động. Bên dưới là một không gian rộng lớn, phía trước là một bức tượng Phật. Sau khi quan sát tỉ mỉ, Hứa Nguyện có thể khẳng định đây mới là đầu Phật thật sự, nhưng sau thân bức tượng lại có khắc một hình thù. Cái này gọi là miệng cọp, là một cái bẫy. Hắn lập tức bảo đồng bọn không được lấy, nhưng tên lưu manh sao có thể từ bỏ cơ hội này. Hắn ta ý mình có súng nên đã ép bọn họ vào góc tường, rồi dùng hết sức mình tháo đầu Phật xuống, sau đó ôm vào trong lòng. Vừa mới định rời đi thì lại bị Hứa Nguyện đẩy ngã. Nhưng tên lưu manh này cũng rất nhanh nhạy, đạp Hứa Nguyện ngã ngửa ra sau, đồng thời túm lấy súng chuẩn bị bắn chết Hứa Nguyện. Thấy Hứa Nguyện gặp nguy hiểm, Hoàng Yên Yên đang định đi đến giúp đỡ, người trúng đạn lại là tên lưu manh. Hắn ta ngã xuống rồi về với tổ tiên. Hóa ra là thuộc hạ của Dược Bất Nhiên đến kịp thời. Nhưng Dược Bất Nhiên không phải vì muốn cứu người, mà là đến để cướp đầu Phật. Đúng lúc này, cái bẫy bắt đầu khởi động. Thấy hang động chuẩn bị sập xuống, Dược Bất Nhiên ôm theo đầu Phật thuận lợi trốn thoát. Còn Hứa Nguyện thì bị đá rơi vào chân. Hôm sau, lễ trao trả đầu tượng chính thức diễn ra. Dược Bất Nhiên ỷ vào gia thế nên thay Hứa Nguyện trở thành người tiếp nhận. Nhưng anh ta không chỉ từ chối tiếp nhận mà còn lấy một cái đầu tượng khác ra. Chúng tôi phát hiện ra một cái đầu Phật giống y hệt trên núi ốc biển, thậm chí chất liệu và hình thức còn tốt hơn. Thế nên cái đầu Phật này mới là tượng đầu Phật Ngọc Võ Tắc Thiên thật sự. Lời vừa nói ra lập tức làm dậy lên một làn sóng. Nhưng nếu như không ngoài dự đoán thì chuyện ngoài dự đoán sẽ sắp xảy ra thôi. Một người đàn ông khập khiễng bước vào hội trường, chính là Hứa Nguyện. Hắn nói hai cái đầu Phật đều là giả. Cái đầu Phật này của Dược Bất Nhiên đúng là của nhà Đường, nhưng không phải là cái quý giá nhất. Đầu Phật thì có rất nhiều, nhưng đầu Phật ngọc nổi tiếng lại chỉ có một cái. Bây giờ nó đang ở trong túi hắn ta. Nói xong hắn cúi người mở túi ra. Ai mà ngờ hắn lại lôi một cái búa ra, đập mạnh vào cái đầu Phật, lớp vỏ ngoài rơi xuống, một cái đầu Phật được làm bằng ngọc thạch thật sự hiện ra trước mặt. Xé bỏ lớp vỏ bọc ngoài, chân tướng chính là ở bên trong. Hóa ra trước khi đến đây, Hứa Nguyện đã phát hiện một bức thư bố mình để lại ở mộ ông nội. Năm đó đầu Phật bị kẻ địch lăm le, ông nội hắn thà rằng gánh tội chết cũng muốn dùng cách này để tránh cho bảo vật lưu lạc ra nước ngoài. Giờ đây sự thật sáng tỏ, Hứa Gia đã được giải oan, bảo vật cũng về với vòng tay của tổ quốc. Ông nội và bố Hứa Nguyện trên trời có linh, cuối cùng cũng có thể yên nghỉ rồi.